Lâm Điền 24 giờ, cung cấp dịch vụ, thông tắc bồn rửa chén bị nghẹt, bồn cầu bị nghẹt, sàn nhà tắm bị nghẹt, nội soi camera định vị tìm hầm, nội soi camera kiểm tra lỗi hệ thống. Để tìm hiểu về dịch vụ của Lâm Điền 24 giờ, bạn vào kênh đăng ký và theo dõi Lâm Điền 24 giờ nhé. Gọi ngay cho Lâm Điền 24 giờ để chúng tôi làm sạch đường ống cho nhà bạn. Hẹn gặp lại bạn ở video sau.